À, từ Tết ra bắt đầu bị đúng không? Thế là chị cũng nghĩ là nó trứng cá, sau đó chị đi mua sắm một cái thuốc cho bơ, chả thấy khỏi gì, nó cứ lên vậy. Đúng rồi, chị bơ không khỏi bởi vì là có thể là nó chỉ có đỡ viêm thôi chứ nó không giải quyết được cái nhân. Thế là ở cơ quan chị mấy chị ra đây chữa rồi, chữa em rồi, thế bắt đầu giới thiệu. Thế bảo ôi rồi đang bảo đi tìm cho cháu nó cách chữa. Vâng, cái này thứ nhất là da của bé nó là da dầu nhờn chị ạ. Thứ hai là lỗ chân lông nó giãn và rất nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm đấy, chủ yếu vùng trán. Về nhà lời khuyên đầu tiên là cháu nên để tóc gọn nhé, có thể là búi lên hoặc là cháu kẹp kiểu gì đó, đừng để nó la xà ở đây nhé. Thứ hai nữa là cái này mình phải điều trị, một là mình sẽ làm cái làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn này, thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser, thứ ba là sẽ kê đơn cho bạn ấy, mục tiêu cố gắng là một tháng thì nó khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà phải hạn chế đồ cay nóng và dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không cay nặng, có khó không? Con nghe chú hướng dẫn dễ dễ ok với cả phải hạn chế thức khuya nhá, được không? À, muốn sinh thì phải thế nhá. Khá hơn hẳn luôn nhỉ, 10 phần thấy được mấy phần rồi? Được 8 phần chưa, nó đỏ nữa. Chưa, nó đỏ mà nó lên nhiều mụn đúng không? Nói chung là nó khá bình thường, khá ổn rồi. Cháu thấy hài lòng không? Ổn không? Ok đúng không? Mẹ thấy nào? Cháu đỡ bao nhiêu rồi bác sĩ? Chưa, ôi trời đất. Đúng rồi, đỡ hơn hẳn. Như là rôm ý, mảng mảng. Ok, bây giờ bác sẽ cho cháu nó xử lý nốt cái mụn với chỉnh cái đơn cho cháu nhé. Ổn rồi đấy cháu ạ.